Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Bảy Tay Channel. Thì hôm nay mình đã có một cái ad mới để làm event bắt 4 cho các bạn chơi. Thì sau đây mình sẽ review sơ về cái ad này. Thì có chỉ số kiếm đó là 4k4, rồi chỉ số máu đó là 72k, khắc thì chỉ có 1k8 thôi. Còn về avatar này thì đồ khá là ngon luôn các bạn. Nói chung là đồ ngon không à. Nè, đồ hợp lý không à. Chỉ có vài cái thì nó hơi tệ xíu. Nè, có con thú cưng này luôn kìa các bạn. Thú cưng này ngon lắm nè các bạn. Rồi, quên nữa, cho các bạn xem chi tiết về pet. Đây là pet thường nha. Đó, cũng có được mấy con mạnh. Có được mấy con mạnh nha. Thì điện thoại không cần phải xem, điện thoại với Mega. Còn bên Galaxy có con Galaxy 9 Transformer 2 sao kìa mày. G6 thì chỉ có 1 sao thôi. Nhưng khoan, ở trong đây, trong mảnh thì có 30 ảnh nè. Và Son Goku cũng vậy, cũng có 30 mảnh luôn. Các bạn có thể đổi vào hồn để nâng cấp nó lên. Rồi, bây giờ quay ra đây, có Fantasy thì có F4, F1, F1 2 sao nha. Và Son Goku cũng vậy, 2 sao luôn nha. Ok, cho bạn xem hồn. Hồn thì hồn F1 được 34 hồn. Còn G6 thì chỉ 10 hồn thôi. Rồi ok, tiếp theo cho bạn xem xung phá. Xung phá thì bạn này chỉ xung phá cấp 7 thôi. Các bạn từ từ thám hiểm rồi xung phá thêm nhé. Rồi, ở đây có cái gì mở được không, mở cho bạn luôn. Số sao vàng còn trong đây là 2 sao vàng. Số gold thì hết rồi. Còn cái gì để xem được không? Đây. Chúng ta vô xem nha. Thì ở trong đây có một hộp hộp này. Hộp dùng để đột phá con G13 hay gì đó. Rồi mình sẽ vô đột phá các bạn xem. Cái tay đi nè. Được một cái, với một hộp nữa là được 2 cái. Chết Master chỉ được một con cờ thôi. Doraemon thì được 4 cái. Còn về còn Naruto thì chỉ một cái thôi. Son Goku thì sao? Son Goku chỉ được một viên ngọc thôi. Nói chung là hạt này là nó có cái level cũng khá là thấp, nhưng mà được như thế này cũng là ngon rồi đó, cũng được rồi. VIP thì chỉ mới VIP 2 thôi, tại vì hạt này bạn không có nạp. Còn về thành tựu cũng chắc không có ấy, thành tựu nào ngon hơn đâu. Thì các bạn cứ cày từ từ lên là được. Cái gì cũng hạt này cũng hợp lý rồi, có những con bé để đi đấu trường ngon rồi. Rồi thì sau đây mình sẽ cho các bạn biết cách để tham gia cái event này. Rồi thì quy tắc chơi cái event này như sau. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ like và chia sẻ cái bài này ở dạng công khai lên Facebook nha. Like và chia sẻ cái video này ở dạng công khai lên Facebook. Bước 2 thì các bạn trả lời một câu hỏi vui của mình như sau. Thì các bạn hãy trả lời cho mình biết khi game lắc thì các bạn sẽ làm gì. Rồi cái bước 3 là cái bước chốt nè. Bước 3 các bạn hãy comment một con số từ 000 cho đến 300 thôi. Cho đến 300 nha các bạn, 000 cho đến 300 nha. Comment một con số ngẫu nhiên mà bạn thích, từ 000 cho đến 300. Là nếu các bạn chọn con số 1 thì các bạn hãy bỏ 2 con số 0 nữa vào lần trước con số 1 nha. Comment đủ 3 con số mới được tính nha. Không có comment 1 con hoặc 2 con nha. Phải đúng 3 con nha. Rồi, thì mọi quyết định là thuộc về quyền của mình nha các bạn. Quyết định cuối cùng là quyết định của BSD Channel nha. Rồi, thì các bạn nhớ tham gia đầy đủ các bạn. Nhớ like và chia sẻ và làm đủ các bước thì mới tính là tham gia các bạn. Rồi, chúc các bạn may mắn nha. Bye bye.